Anh tiêm vaccine tai xanh cho bọn này là loại gì? Manvet. Biết ngay, chỉ cần nhìn qua thôi. Thế ạ? Thứ nhất ấy, là anh tiêm nái là tiêm loại gì? Nái thì cũng Manvet, nhưng vừa rồi lại làm lại Boniger. Biết ngay. À, thứ nhất ấy, theo khuyến cáo của các hãng sản xuất vaccine, không tiêm hai loại vaccine trong một chuồng. Không, không. À, không tiêm hai chủng vaccine trong một chuồng. Rồi, mình hiểu. Nhưng mà vừa rồi đây á, sau khi cái đàn cách đây bị 2 tháng á, thì bệnh ấy bảo là mình hoảng, thì mình vào lại cái nái bằng cái khác, thì mình người ta bảo làm cái tốt hơn, nên xong mình làm xong cũng có người nói mình. Thì trước đây là mình làm nguyên tất cả đồng hồ là Hanvet tất. Đó. Anh có thể làm Hanvet theo kiểu này này. Đàn này là mình đang nghi ngờ là đang rất là ốm lợn, đang rất là mệt lợn này. Bầy này chết con nào chưa? Đàn này chưa. À. Mà có con này em thấy nó kém kém. Bầy này sẽ giải quyết cho bác cái hiện tượng này, nó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 ngày là nó khỏi hết thôi. Vì cái dấu hiệu này là dấu hiệu của tai xanh. Rất là rõ. Đây xuống nãy đi. Nãy bây giờ còn có 8 con. Nhà bác như mê cung ấy nhỉ, đẹp ghê. Sạch sẽ rồi, còn đâu nữa đâu. Úi trời ơi. Sạch sẽ hết rồi. Anh như thế này thì lợn không chết mới là lạ. Bác bây giờ nhá, bác ở dưới này khoảng tầm 2 ngày 2 đêm xem bác có xù lông nữa không. Tại vì cái mùi vôi ấy, cái mùi sút nó lên ghê quá. Cái này thì đâu khi sau khi mình bán bỏ đi thì mình mới đổ. Chứ không phải là trước đây không mình đổ, đây làm đây thì làm sao mà có được. Em biết rồi, nhưng mà cái chất lượng không khí nó không tốt. Anh biết là cái đánh giá cái chất lượng không khí, ví dụ như anh lên cái Phù Ninh mà xem, xung quanh nhà máy giấy, cách bán kính cái nhà máy giấy khoảng 2 cây số, không có một nhà nào nuôi được ong, không có một tổ ong tự nhiên nào cả. Đâu bầy nào có lợn ăn dưới này thấy trong sau thì khoảng một tháng sau thì nó bị mấy con đây, thì mình hoảng, mình tháo đàn này đó, gửi xuống vấn đề nguyên, vẫn còn nguyên, gửi xét nghiệm xuống công ty nào, à xuống chỗ nào, Hà Nội đây là Sóc Sơn, Sóc Sơn. Hiện tượng mà nhầm lẫn mẫu rất nhiều. Em cũng bị nhầm lẫn vài mẫu. Rồi bắt đầu là mình gửi mẫu lách với mẫu hạt 53, nó lại 3. Gửi về cho mình là mẫu máu. Thì mình cứ thấy mình đang nghi ngờ. Tôi biết rồi. Ngay mà. Đó. Xong rồi có xét nghiệm lại không? Thì bây giờ đang bỏ hôm nào ấy, có con nào ấy nữa thì đành phải lấy mẫu để mình gửi đi thôi. Cái bệnh này chỉ cần mổ kiểm tra lâm sàng cũng đã biết rồi. Không, nhưng mà mổ ra thì lách xấu và lách sưng đen. Sưng đen ở. Đấy, thì là gan thì cũng có con sưng. Cả rồi cái bầy đa này. Đa phần là nặng về phổi. Cả cái bầy này có con này đang tụt. Con kia cũng đang tụt, con này cũng đang tụt. Con kia cũng đang tụt. Bác vào chuồng bác thấy thế nào? Chuồng của bác có nóng. Nóng. Có bí không? Bí. Bây giờ yêu cầu bác thế này nè, làm gì thì làm, mình vào trong chuồng lợn, ví dụ như công nhân nhà em chưa nắng ăn cơm xong nó vào tất trong chuồng lợn nó nghỉ, nó phải đảm bảo nó được như thế. Nếu như không được như thế cũng phải đảm bảo cái điều kiện đó là mình xuống chuồng mình thấy thoải mái. Đầu tiên để thoải mái đúng cái lưới kích cỡ như thế kia, anh mua toàn bộ mới đi, anh đóng hết đi, bỏ hết sạch những cái bạt bên ngoài đi, che bạt phải đúng cách, ví dụ như anh che là phải cách cái lưới nửa mét và thấp hơn lưới nửa mét, đấy là che để chống rét. Còn mùa này không cần đâu, bỏ hết đi, đóng hết lại lưới. Đây là mấy hôm nọ là mình nó bị là mình bị bông xuống để nó chống bay sang nhà bên cạnh đấy, nhà này bỏ hết bên cạnh nó thôi, nhưng mà nhà đấy không bị đúng không? Không. Có mà bây giờ còn nó không nhiều, là mất một nửa thôi. Mất đang nãy thì mất toàn nửa. Đang ăn cám gì? Cám ba em. À tốt. Ui trời ơi. Này, tại sao trại đang rủi ro mà anh không nghĩ cách là chuyển con này sang đây mà lại cho nó nằm cùng nhau? Những cái đàn này nó mới bị. À. Đấy, lâu chưa? Có mà đang chỉ được khoảng một tuần trở lại đây thôi. À thế thì để im. Đấy, thì mình đành phải thế thôi. Để ý. Cả nó nằm đây nó mát mà. Ừ. Đấy. Chuồng như mê cung. Ôi trời ơi. Nó lẻ mà. Nái đẹp thế. Nái này là nái lợn thịt. Má
đấy. Chăn rất tốt. Còn đấy là yếu rồi. Đây yếu hẳn rồi. Để kiểm tra độ thông thoáng trong chuồng á, thì ít nhất bác phải làm thế này. Cái mũi của bác phải ngang ngang như mũi con lợn, cách cách nó khoảng tầm 20 cm đây. Và bác ngửi ít nhất phải 5 phút, với điều kiện nhịp tim của bác tăng lên vừa phải thì đấy mới là thông thoáng. Chuồng của bác với mật độ nó thưa như thế này thì hiện giờ thông thoáng đang tương đối tốt. Thông tương đối tốt nhưng chưa thoáng. Nghĩa là gió này, gió vào đây thì nó toàn bị cái bạt này nó cản hết. Vứt hết bạt đi đã. Làm gì thì làm, nó phải có oxy, nó phải thoáng. Có thể thì lôi cái con kia ra mổ luôn. Cái con nâu nâu này này, để kiểm tra luôn nó, ngoài cái đấy ra nó còn cái gì nữa. Còn tại thời điểm này không di chuyển bất kỳ con nào cả, kệ nó. Tí nữa thì em sẽ chỉ cho bác một cách, đây là chống lây lan. Ví dụ như là chống lây lan như thế này là rất là ổn rồi. Nhưng mà nó rơi rớt vào đây thì sao? Trong quá trình mà mình sờ từ con nọ sang con kia mà nó rơi rớt thì sao? Thì mình sẽ có cách phun thuốc khử trùng không hết được đâu. Anh dùng cái giải pháp này này. Chuồng của anh lúc nào cũng tắm rửa một ngày 2 lần đúng không? 2 đến 3 lần luôn. Thậm chí 4 lần. 4 lần luôn. Tại sao anh không nghĩ đến cái cách đấy là anh dùng cái thuốc tím anh pha loãng ra anh tắm rửa cho nó. Nó rất là sạch và không có một cái con nào đụng đến thuốc tím mà nó sống được. Cái tính oxy hóa của nó rất cao. Cái nữa, cái thuốc tím nó lại cực kỳ an toàn đối với vật nuôi. Mình đang còn rửa thuốc tím, rau sống qua thuốc tím dẫy khô đi ăn được cơ mà. Từ cái lúc mà cái con lợn chết cuối cùng đến hôm nay là bao nhiêu ngày? Tóm lại sáng nay bán một con. À, đây đang còn chuồng to lắm. Xong cái đợt này quy hoạch lại chuồng đi. Khu nuôi nái riêng, khu nuôi thịt riêng đi. Làm tất tần tật ở trên này nuôi hết nái đi, di chuyển bọn này xuống kia. Cải tạo hết đi chứ, mỗi khu, mỗi tí một nơi. Bác ôm cái con kia lên đây em mổ luôn. Mọi thứ nha, bà lợn này sốt rất là cao. Toàn bộ cái đường tiêu hóa là không có tí phân nào cả. Do là ngừng ăn. Mật, sưng. Mật xuất huyết này, sưng rất là to. Gan sưng húp lên. Anh tiêm cái gì rồi? Chưa tiêm cái gì. Chưa tiêm gì. Gan rất là sưng. Lách, đặc biệt là lách đen và to. Lách này là thẫm. Lách tăng sinh có nghĩa rằng con lợn này đang bị nhiễm trùng ở một mức độ nhất định. Đây hiện tượng này là hiện tượng viêm phổi rất nặng. Viêm phổi kẽ rất nặng. Đây, các cái thủy phổi phế nang này rất nặng, rất nặng. Đấy, cái bầy này giải quyết nó không khó. Thể dùng cái phác đồ y xì như anh xem ở trên YouTube ấy. Đầu tiên là phải khống chế cái này đã. Muốn khống chế cái này thì chả còn cách nào khác là đưa kháng sinh vào thôi. Tiêm cho nó. Cái này anh đang trộn tỏi đúng không? Bây giờ mới bắt đầu. À, ai bảo trộn tỏi mà trộn tỏi. Trước đây thì mình, trước kia thì mình cũng bị, nhưng mà sau thời gian mà trộn xong nó vẫn bị thì mình chán mình bỏ ấy. Cái lúc mà bị đây là chủng độc lực nó cao quá, nó không khống chế được đâu. Nhưng bây giờ cơ hội khống chế rất tốt. À, phổi như thế này. Cái này là sẽ chết về phổi chứ không phải chết về cái khác. Đúng rồi. Và cái này y xì như cái clip mà anh nhìn thấy đúng không? Rõ mồn một luôn. Và cái này thì không, cái xuất huyết răng cưa, cái này không phải đâu. Xuất huyết răng cưa nó phải thẫm đen đen liền này. Hôm nọ em mổ có con nó sưng, con đấy là con lợn nái, nó sưng to và cái đưa như nó chết rồi. Nó chết nhưng có vẻ hơi lâu, như cầm này véo này nó đi, véo này nó ra. Lách nó bở. Sẽ khống chế cho bác, khống chế rất là tốt. Nếu như cái lách như thế này nhưng mà phải tuân thủ nghiêm ngặt từ giờ đến lúc xuất, chứ không phải là chốc chốc nhát nhát đâu. Cái bệnh tích như thế này cái khả năng rất là cao là chủng độc lực thấp. Chủng độc lực thấp có nghĩa là nó sẽ tỉa, nếu như bác mà không biết khống chế nó sẽ tỉa dần và nó sẽ tỉa cho bác khoảng tầm 2 đến 3 tháng mới hết bầy cơ, nếu như không khống chế. Còn nếu như khống chế thì tỷ lệ thất thoát nó có nhưng mà nó thấp hơn. Nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt cái vấn đề thứ nhất là độ thông thoáng để tránh cái phổi đã.
Cái thứ hai là khẩu phần ăn, phải khẩu phần ăn nó phải chuẩn chỉ thì sức khỏe nó mới lên được, chứ không phải là đổ ao cái vào đấy rồi nó ăn nó đẫy lên rồi hôm sau lại đổ tiếp đâu. Không, cái này giải quyết được. Lên đây có hai cái. Thứ nhất là chắc chắn là dương tính với dịch tả châu Phi, chủng độc lực thấp, vì mình mổ ra cái lách là nó thể hiện rất là rõ, lách thâm sưng to chứ nó không có đen kịt đi. Thứ hai nữa là chuồng nhà mình bị phổi cực nặng, cực kỳ nặng nề. Nghĩ là nó bị như thế thì nó mới cắn vào phổi chứ. Không phải, hai cái thứ đấy nó khác nhau. Ví dụ như cái bọn mà bị dịch tả châu Phi, phổi của nó rất là đẹp, chứ không phải là nó cắn vào phổi đâu. Nhưng mà nếu mà để vào cái lách này thì nó chưa phải là lách, chưa phải là xấu quá đâu. Đúng rồi. Tức là nó có xấu nhưng không phải là xấu lách quá. Này là lách của lợn bị bệnh chủng độc lực thấp, còn chủ yếu là cái phổi nó gây sút cực kỳ ghê gớm. Những cái công việc của anh bây giờ này, một là anh lôi hết bạt ra, đóng lại lưới đi. Cái thứ hai này, là vệ sinh lại chuồng đi. Cái vôi anh đang ủ ở đằng tôi ấy, anh xịt hết đi cho nó cái chuồng nó nhẹ nhàng. Phải vôi gì mà vôi đến 10 cm. Vôi có chỗ là 20 cm. Ui giời ơi. Mình cứ năm nọ qua năm kia là mình cứ bổ sung. Cạo hết vôi đi để giảm cái độ ẩm trong chuồng. Cái vôi bây giờ vôi toàn nước mà chả có con gì nó sống được, mà cách nó nằm có khoảng tầm 20 cm mà vôi nó đầy ra như thế. Vôi đấy là một cái chất khử trùng rất là mạnh, cái nước vôi là cái chất khử trùng cực mạnh, thì mình bỏ hết đi. Sau đó là cái thứ ba nữa, vệ sinh bằng cái này này, cái nước cho thuốc tím vào, cứ tắm rửa hết sạch sẽ xanh cho nó, cho chuồng nó thật thoáng lên thì anh sẽ qua được. Cái nữa sử dụng cái tỏi này, cái tỏi cho nó ăn ấy thì phải đúng cách. Ví dụ như là mua hộ em đấy 20 cân, cho nó ăn trong 3-4 tháng. 20 cân tỏi là xay ra, xay vỡ ra, được chưa? Nghiền nát như nước như bột luôn đấy. Không, mình trộn cám. Không cần thiết, mà nó cũng không tốt đâu. Xay vỡ ra, tiếp theo nó là 10 kg cái rỉ mật. Tiếp theo nữa này, làm cái này thì sử dụng nó mới ổn, nó mới không chế được. Một gói men ủ tỏi cộng với 1 kg cái acid folic đấy, nghiền tất nó vào 20 cân, nào anh cho vào với 70 lít nước lã mình ấy. Sau làm xong thì cho ăn được luôn, và cứ mỗi một bữa cả chuồng nhà mình cho ăn ấy, thì cho ăn nó khoảng tầm lấy 2 lít một lần, cho ăn một ngày một lần thôi, khoảng 2 lít một lần, cứ đều như thế. Quy mô trại 20 nái, anh dính dịch tả châu Phi, anh đã loại đi rất nhiều lợn. Hiện giờ bầy lợn của anh còn có 7 nái và anh không biết làm gì tiếp theo, vẫn đang tiếp tục lây lan. Mình tham gia cùng anh ca bệnh này để giúp anh, cùng anh ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thứ hai, nâng cao sức khỏe của vật nuôi lên. Thì sau 10 ngày điều trị, anh có gọi điện cho mình, anh bảo Đông ơi, trại ổn định rồi, và chúng ta cùng đi đến kiểm tra trại xem Tết năm nay anh có được nồi bánh chưng nhân thịt không các bạn nhé. Lớn lắm, lớn này nào, lớn nhỉ. Bơm nọ nó vào nó bé tí. Bé tí. À, bầy này mới đẻ hả? Ấy con nái nhà bác xương xương thế này nuôi con nó sướng, sữa tốt. 2 4 6 8 10 12 14 15 con. Cái đấy con mà. Quay rồi. Đây cái này. Úi giời, 17 con. 20 con thì là chết 2 loại 1 mà. Con này em sắp đẻ rồi này. Ui giời. Lớn lắm mà, cái thịt con gần 120 mà. Đúng rồi, đây bọn này cái này to lắm rồi. Ừ. Cũng may là bác có nhiều chuồng, khống chế cách ly tốt. Ổn đấy anh ạ. Bọn này á. Bọn này 70 cân cũng không hết được. Lợn nó dài, nó to. Còn này, lợn dài thế này, xu nó phải, nó đổ 8 rồi. Thế mà sau cái chiến dịch này thì bác để ý này, những cái vết như thế này, 100 ông thì cả 100 ông vào bảo là viêm da tiết dịch này. Không phải đâu. Cái này là viêm da nhưng mà do con ghẻ nó gây nên. Con ghẻ nó đục xong nó làm cho kích ứng da, nó viêm xung quanh. Xử lý cái ghẻ đi thì lợn nó mới trắng trẻo được. Úi giời ơi. Anh thấy con rồi đã chắc nịch mà.
anh thấy con nái mà nái ba máu so với con kia thế nào? Mẹ con nái này quá vip luôn. Con nó chắc này con nó phù rất là tốt, chắc này đây này. Đẹp nhỉ. Chỉ cần giữ được bao nhiêu đây nhá, nhiều đây nữa là giữ được này là cuối năm có bánh chứ có gì đâu. Thế là mình còn sống. Đúng rồi. Sắp đẻ tức rồi, nhà này các cho không nữa đẻ. Thật tín nè, rất là sướng, rửa mặt luôn. Cái này thì quá tốt luôn.